Hầm đường bộ Hải Vân 2 được đưa vào khai thác đã góp phần nâng cao năng lực thông hành, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm thiểu được ùn tắc. Theo công ty tập đoàn Đèo Cả, từ 14 giờ ngày 1 tháng 2, đơn vị vận hành đã cho các phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân 2 để giảm áp lực giao thông trong dịp Tết. Chỉ trong 24 giờ đã có 5.369 lượt xe đi qua hầm Hải Vân 2 từ Nam ra Bắc. Vận tốc trung bình tại hầm Hải Vân 2 và hầm Hải Vân 1 là 60 km/h, trước đây là 45 km/h. Hầm đường bộ Hải Vân 2 chính thức khánh thành vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, nối thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, được khởi công tháng 4 năm 2016, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 nâng cấp đoạn tuyến quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân và nâng cấp sửa chữa hầm Hải Vân 1 đã hoàn thành vào tháng 8 năm 2017. Giai đoạn 2 thi công mở rộng ống hầm Hải Vân 2 trên cơ sở hầm lánh nạn cũ và đến tháng 9 năm 2020 kết thúc thi công, vượt tiến độ 3 tháng. Đặc biệt, công nghệ thi công hầm Hải Vân 2 được làm chủ bởi bàn tay của người Việt. Hầm Hải Vân 2 nằm trong dự án đầu tư xây dựng hầm Đèo Cả, bao gồm hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2 với tổng vốn đầu tư 26.154 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ nhà nước và trái phiếu chính phủ là 5.048 tỷ đồng. Hầm Hải Vân 2 có kỹ thuật công nghệ phức tạp được các nhà thầu trong nước thực hiện, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc về năng lực đầu tư cũng như về kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam. Dự án hầm đường bộ Hải Vân 2 do công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư, có chiều dài phần hầm 6,2 km, hai làn xe rộng 7 m, đường dẫn phía bắc 1,7 km và đường dẫn phía nam 4 km, là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, khi hầm Hải Vân 2 đi vào khai thác sẽ góp phần đảm bảo kết nối đồng bộ, thúc đẩy sự phát triển các khu vực xung quanh, đặc biệt là Tây Nguyên, hành lang kinh tế đồng Tây, kết nối với các nước trong khu vực và thế giới.